Dạ kính chào cô chú anh chị mình gần xa đã quay lại với kênh các em buổi chiều hôm nay luôn nha anh chị. Thì do bữa nay em có công chuyện lobo nên là không có đi quay bò được nha anh chị. Bữa nay thì em ở nhà luôn. Hiện tại thì em đang ở nhà em đang coi mấy bò nhà em anh chị em nè. Đó. Đây chính là những cái con bò cái của nhà em luôn. Và bữa nay thì em muốn quay lại những cái con bò cái của nhà em để cho quý bà con mình gần xa mình coi nha. Bây giờ em mời anh chị mình theo dõi từng con một của nhà em luôn nha. Dạ thì đây chính là con bò cái đầu tiên nha anh chị. Cái con bò cái này thì em cũng vừa mới mua về thôi, mới mua tầm khoảng là tháng tháng mấy anh giờ chứ không có nhiều. Tại vì cái hồi em mua là cái con bò này rất là ốm và rất là tệ luôn. Bây giờ em đang đang chăm sóc và dưỡng cái con bò này lại nha anh chị. Con bò này thì em đang trong cái giai đoạn là đang dỗ béo cái con bò này lên ha. Tại con bò này nó cũng đang mang bầu. Cái hồi em mua thì cái làn sườn á, cái hai bên sườn cái con bò này rất là nhiều anh chị, nó lòi ba cái sườn rất là nặng luôn. Cái ruột này nó đâu được vậy anh chị, nó hóp rất là sâu, nó có ốm luôn. Mong đít bây giờ nó cũng ngân nở rồi, khá khá rồi chứ mà hồi mua về nó có ốm nha. Nên là cái con bò này thì em quay chơi cho anh chị mình coi tham khảo nha, chứ bò này thì nó vẫn còn ốm nha anh chị. Em đang trong cái giai đoạn là nuôi dưỡng đó đó. À đây chính là hai con bò cái giỏ của nhà em này. Đây là hai con bò cái nái nhà em nha anh chị, tàn sát rất là to luôn. Hai con bò này em nói chung là em nuôi lâu rồi đó, đang chữa hết nha anh chị. À, hai con bò này thì nó đều chữa là bò ba bê hết, lớn tháng và rất là tàn đó. Đây là hai con bò nái của em ha. Tại giờ chiều đến tối rồi, gần năm mấy vậy nên cũng máy em quay thì nó không được ánh sáng mấy nha, nhưng mà hai con bò này ở ngoài nhìn nó có tướng rất là đẹp như vậy, da đỏ mặt rất là đẹp ha, xương cẳng rất là to. Giờ thì rất là tối rồi, em cũng ráng quay cho cô chú gì mình coi á. Đó, đây là con bò cái giữa. Bò này em đang cho nó ăn miếng cám, tại vì hồi sáng em bỏ nó uống có miếng à, nó không uống nhiều. Chủ yếu là con bò này nó ăn cỏ nhiều hơn ăn cám, em cũng tập cho nó uống mà hiện giờ thấy uống nó khác, nó uống anh chị. Đó, khác là nó uống vết hùng sạch luôn. Ở đây là cái con bò cái mẹ này. Bò này em cũng vừa mới mua về thôi anh chị, mới mua về mấy bữa à. Đó. Mẹ này thì con nó là con được xin á, con nó giờ cũng chạy đồng trước anh chị để bấm máy quay cho anh chị mình liền ha. Thì thường là những cái con bò cái em nuôi á thì toàn là những cái con bò cái vàng Bombay thôi, mẫu Bombay hết. Tại vì từ đó đến giờ thì em nuôi toàn bò vàng không à. Bò vàng mình bơm bò ba bê nè, bò kem, bò cọp thì đều ok hết nha anh chị. Tại vì cái giống bò này nè, bơm tinh nó dễ đẻ, dễ nuôi và dễ chăm sóc nha, rất là thật ăn. Đó, ăn sách củi luôn chị, ăn không còn gì hết á. Nên em rất cưng cho cái đàn bò của em, rất là cưng. Tà bò em nuôi rất là kỹ luôn anh chị. Em chăm sóc bò nhà em thì rất là kỹ luôn. Rồi bây giờ em để em quay mấy cái con bò bê con cũng như là cái đàn bò cái của em hôm trước ha. Tại nhà em thì nuôi hai chuồng mà nhà em thì có mình em nuôi à. Dạ tại giờ mình ở quê anh chị, mình cũng đầu tư những cái bò cái á cho nó đẻ ra nhiều ha. Đây nè, đó đây là ba con bê của nhà em ha. Hiện tại thì mới có ba con bê thôi anh chị. Đây là con được xin, được xin con của con kia ha. Đó, con em quay cho anh chị á. Đợt này được bơm anh chị, được bơm ấy, được xin bơm lưng đôi rất là đẹp luôn. Đây là con bò cái 30 bông nè. Và con bò cái kem. Đó, vậy không? Hai con bò này thì nó tầm khoảng 2 tháng mấy, 3 tháng như vậy. Con này nó đẻ trước nè. Con này đẻ sau, con này là 8 ngày. Thì con này nó lớn hơn tí, dòng bò bê này nó nhỉnh hơn bò kem tí. Nè, đây chính là cái con bò mấy cái con bò cái của nhà em nè. Con này thì con của con mẹ này là cái con bò kem nha chị, kem trắng ha. Đó còn mẹ của con ba bê này là con bò này. Đó là con bò này. Con bò kia thì con bò chữa, bò nó lớn tàn. Đang cho nó ăn cỏ như vậy, em đang cho mấy cái con bò cái sinh sản của nhà em là đang cho ăn cỏ chiều nè. Tại vì cỏ rác mới cắt về nha chị. Cho nó ăn. Bò cái này thì em bỏ nọc như vậy. Dạ bỏ nọc xin ha. Bò tàn sát rất là to. Anh chị thấy em cao tao 1m8 mà con bò này anh chị thấy đứng bằng tới lưng em luôn rồi. Rất là to và nó rất bự. Hồi đó em mua cái con bò này cũng ốm về giá trị, cái con bò hồi đó nó ốm nên nó rẻ tiền ha. Đó. Bò này do nó cây sừng nó bị gãy như vậy. Do con bò này.
Vô con bò này bữa đó em dẫn hai con ra em vòng cái con bò này nó nhảy lợn nó đụng á, hai con này nó cựa sừng nên cái con bò này nó hơi bị trục trặc lên cái sừng. Con này mà nó không gãy sừng thì nó rất là đẹp anh chị. Thùng dầu to đùng. Đó, đây là những cái con bò cái của nhà em ha. Bây giờ thì em được ba con bê, chứ từ đây tới Tết nữa làm được 4 con nữa nha anh chị. Từ đây tới Tết làm được 4 con bê nữa là được 7 con bê. Con này nó cũng đang giữa nha anh chị, mà con giữa này ít tháng, giữa có 3 tháng à, nuôi cũng còn lâu. Còn cái con bên kia thì bơm là rồi, bơm tinh là rồi. Con bì gì mẹ con kem á. Con này em cũng mới bơm 2 ngày nè. Đó, em kêu anh thú y anh bơm cho em con bò kem về em nuôi nha. Bây giờ thì nói chung là em bơm em gác nọc tùm lum hết vậy, tại vì em muốn nhân cái dàn giống bò của em ra hang cho nó nhiều giống bò. Tại vì cái dòng bò xin của mình á, mà mình bơm tinh bò xin thì nó đẻ được bò cái thì nhờ lắm nha gì, nhờ để giống sinh sản luôn, mà nuôi bò đực cũng được luôn, được thì nuôi bò béo cũng có tiền. Nói chung là cô chú anh chị mình cần xa mà nuôi bò, mình đẻ ra được bò gì thì mình nhờ bò đó nha. Tại vì bò nó có giá trị lắm nha anh chị, con nào cũng có giá trị hết đó. Nên anh chị thấy bây giờ mình đang khó khăn nè, nhà mình kinh tế không được nhiều, mình mua chừng hai con bò cái chữa về nuôi thôi đó. Nuôi hai cái chữa tầm khoảng 5-6 tháng chữa anh chị, về nuôi tới Tết là đẻ ha, là anh chị thấy có lời rồi, nó đẻ ra là mình có lời rồi anh chị. Thường thì bò ba bê với bò kem anh chị nuôi tầm khoảng là 6 tháng ha, 6 tháng á, là nó rất là bự anh chị. Anh chị thấy bò ba bê của em không, đây nè, để em quay gần anh chị coi nè. Bò này là 2 tháng mấy mà anh chị thấy không, cao mét lẻ rồi anh chị đó, anh chị thấy không đó. Bò ở quê thì con nào nó cũng chất lượng hết đó, bò ở quê thì con nào cũng chất lượng, mà bò em mất một mà lưng đâu anh chị không, một cái bê bò đực thì nó mau lớn hơn nha anh chị. Đây là một cái kem cái nè, con nào cũng muốn nuôi nú anh chị. À, rất là đẹp ha. Đó, hai con bê nè. Bê cái mình bán đâu cũng có tiền anh chị. Dạ bán cũng có tiền ha, cũng mười mấy triệu một con chứ không phải là 6-7 triệu một con đâu anh chị. Tại bò mà. Bò đực thì nhỉnh hơn nha, vài triệu. Bò cái gì nó rẻ hơn tí ha. Đó. Anh chị thấy cái đàn bò em, nhà em nuôi bò thì cũng khá là đông ha. Như đây thì đủ số lượng em nuôi rồi anh chị, nếu nuôi nhiều quá em làm không nổi, tại có mình em nuôi nha. Nó hút phân cho nước thì chị thấy cực lắm nha. Đó, đèn bò cái không quá trời luôn chị. Đó, đây là con được xin nè anh chị, thấy được xin nè, được xin này cứ theo mấy anh chị nó, anh chị mẹ nó dưới kia kìa. Tại vì nhà em nuôi nó nhiều bò nên em phải làm nó hai cái chuồng để em nhốt lại nha chị. Em cũng đang tính là mở thêm cái che thêm cái gác vào đây nè, đó che cái gác vào đây em cho mấy bò em ha. Tại vì tới Tết nữa là mấy bò em nó đẻ nó anh chị, nên là em phải tính làm thêm cái trại nhỏ như vậy, cái chuồng nhỏ nhỏ đằng mốt đẻ ra mình dẫn mấy bò mình ra như vậy. Tại vì bò khá lắm anh chị thấy không, nhà cửa em rào hết, tại vì nó bò cứ vô nhà không chị. Mấy bò ba bê, mấy bò bê nữa lạ lắm đó. Em quay lại hình ảnh nè, đây hang có chứ giữa lớn tháng nè, con này cũng giữa lớn tháng nè, con cái đây cũng giữa lớn tháng luôn. Từ đây tới Tết là nó đẻ được em được 4 con nha anh chị, 4 con bê luôn. Nên là em khuyên anh chị mình á, bây giờ mình đầu tư bò bò chữa về mình nuôi ha. Đó, bò chữa bao nhiêu em nhiều cái Tết cái đẻ ra con bê anh chị, nuôi sau mấy tháng mình bán cũng có tiền đó, mà để nuôi cũng được luôn anh chị. Bò thì mình nuôi lúc nào nó cũng có lời hết, không có bao giờ mà nó lỗ anh chị. Chỉ có anh chị mình không biết nuôi, nuôi con bò mà mua về mập, nuôi về làm biếng không có cắt cỏ cho ăn á, rồi bỏ ốm thì mình lỗ, chứ bò không bao giờ lỗ nha. Dạ, bò cái này nuôi không bao giờ lỗ, em đảm bảo anh chị luôn. Tại vì em nuôi bò cũng nhiều năm lắm rồi, 9-10 năm rồi chứ không phải mua năm 2 đâu anh chị. Những con bò cái chỗ này mình nuôi tầm năm mà là nó đẻ mình được con bê nha. 9 tháng 10 ngày là đẻ được mình con bê. Là anh chị thấy không? Bò đẻ bê cái tầm khoảng vài tháng nó lên giống mình bơm nữa anh chị. Dạ cứ năm mà được đẻ ra là đựng con ha. Đó. Hồi đó mới vào nghề nuôi bò em nuôi có 4 con bò cái luôn anh chị, 4 con bò cái nha. Đó. Cái em cho hồi đó em không biết gì, hồi đó chỗ khu vực của em thì không có bơm tinh đâu anh chị, tú đây ở đây cũng không có, hồi xưa nó vậy á. Cái em cho gác nọc đẻ toàn bò được xin không đó, nay em mới bơm lại ba bê, tại mới em cũng mới bơm lại năm ngoái gì, năm ngoái năm nay ha, chứ từ đó đến giờ khoảng 9-10 năm rồi em toàn cho gác nọc không, nọc nọc xin trắng bàn nha vậy đó. Bây giờ em mới chuyển qua em bơm chứ đó. Hôm nay thì em review cái đàn bò của em, thì cô chú anh chị mình gần xa và cảm thấy thích cái chương trình của em,
Đó, ngày mai em mới đi quay bò lại anh chị, tại bữa nay công việc lu bu việc nhà nhiều quá nên là không có thời gian để đi quay luôn. Đó, bà con mình gần xa mà đi.